phân bổ vaccine để tiêm đủ 2 mũi cho tất cả người trên 12 tuổi. Trong 2 tháng cuối năm, Bộ Y tế sẽ phân bổ lượng lớn vaccine ngừa COVID-19 để các địa phương có thể tiêm đủ 2 mũi cho tất cả người trong diện được tiêm chủng. Trong công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế cho biết dự kiến trong tháng 11 và 12, Việt Nam tiếp tục nhận số lượng lớn vaccine ngừa COVID-19. Cơ quan chuyên môn sẽ phân bổ để tiêm đủ 2 liều cho toàn bộ người trên 12 tuổi trở lên. Để đáp ứng kịp thời tiến độ cung ứng vaccine trong 2 tháng cuối năm và khẩn trương đạt độ bao phủ vaccine, Bộ Y tế vừa đề nghị các sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đã nhanh tiến độ tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Các địa phương cần nhanh chóng đạt được mức độ bao phủ một mũi cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian các tỉnh thành phố căn cứ tiến độ cung ứng vaccine, tình hình dịch và độ bao phủ vaccine cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên tại địa phương để triển khai tiêm vaccine phòng covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình đã hướng dẫn. ngoài việc tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai tiêm chủng, nhập mới đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên hệ thống tiêm chủng vaccine covid-19, bộ y tế yêu cầu các địa phương liên tục rà soát, nhập hồi cứu đối tượng tiêm chủng để tránh hiện tượng trùng lập đối tượng hoặc đối tượng đã được tiêm nhưng chưa có thông tin mũi trên hệ thống. Theo thống kê, Việt Nam có 72 triệu người từ 18 tuổi trở lên và 8,5 triệu trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Tính đến hết ngày 9 tháng 11, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã phân bổ hơn 112 triệu liều vaccine cho các địa phương đơn vị. Đến sáng ngày 1 tháng 11, cả nước đã tiêm 95,6 triệu liều vaccine, hơn 31 triệu người đã tiêm 2 mũi. 12 tỉnh thành phố có độ bao phủ vaccine cao đã xây dựng kế hoạch và bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai và Lạng Sơn. Đến nay gần 1,2 triệu liều vaccine Pfizer được tiêm cho trẻ tại 12 địa phương này. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.